Đi với lại sao? Em sẽ nào? Gì vậy? Lộn hoa làm gì? Kêu họ căng đau bụng lên 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 từ mình nó ngồi ăn cơm. Alo. Alo. Em có đói bụng không? Nghe em có đói bụng không? Nghe không, bình thường à, đói bụng. Thấy bây giờ cảm thấy hơi đói đói. Em có đói bụng thì lên trên phòng anh nấu mì ăn. Nhớ nhớ lấy gói mì ở dưới lên đó, nhưng em thấy ở trong phòng có cái gói mì không? Có. Đem bên đây, trên đây tụi anh nấu nước sôi xong tụi anh nấu mì ăn. Dạ dạ. Em đi. Dạ. Anh em còn nhớ số phòng trên đây không? Bốn lẻ hai. Bốn lẻ hai. Trời ơi. Lại bố. Lại bố, bố mười hả bố ơi. Trời ơi. Lão Thái nha. Thấy tem cào rinh hòa vào đậu thái tôm. Khui mì đi. Điện 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 nha sức em ơi. Nè. Không, trước tiên không biết là người ta để cái này trong khách sạn bao lâu rồi. Mình phải coi hạn sử dụng của nó. Hạn sử dụng là 5 tháng 3. Tháng 3 năm 2019. Rồi, vậy là sản xuất tháng 5 tháng 12. Tháng mới 18, đây. Mới đây. Mì còn mới. Wow. Wow, người ta cho mình sẵn cái muỗng trong đây nè. Đây á. Cái nĩa. Ờ đúng rồi, vậy đó. Như vậy nè. Đó. Bật đây. Hay quá ta. Thành một cái nĩa. Ừ, cái này mình chỉ cần bẻ gập cái muỗng này xuống thôi. Sau đó bên đây có một cái khớp nè. Đó. Mình bẻ nó qua thôi. Thì clip này thì mình muốn đó. Như vậy là mình có một cái nĩa rồi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bây giờ thì mình đang bắt nước sôi. Sôi rồi kìa. Nước chuẩn bị sôi. Chưa sôi, nó chỉ kêu thôi. Nè, nó lên đó. À, nhưng mà nếu muốn ăn mì thì kêu như phải đem hai gói mì xuống nữa mà. À đi 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 kêu như xuống. Hôm nay tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn mì gói ở trong khách sạn nha. Lô. Em mì gói xuống đây. Anh quay quá. Em mì gói. Mày cũng đôi em à, xuống đây em có tay vui. Mày đã ăn cái xúc xích ở trên tay như này. Đồ cái xúc xích đó mày. Mày em cho tay với. Lên đây đây. Ok ok, đợi xíu nha. Vừa lên đó lấy xúc xích hả? Ủa sao 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 đây đi mày lấy. Em tưởng hai người ăn hết rồi, em không đem lên. Đâu có, giờ mới nấu mà. Giờ mới nấu. Xúc lái đi rồi anh lấy xúc xích. Có xúc xích nữa hả? Có xúc xích nữa. Xúc xích đi. Bên gì đó, bên mẹ còn hai xúc xích. Nhà tài trợ xúc xích. Báo trễ quá đúng. Ăn ăn mì gói, có mì gói nữa nè. Đi xuống ăn. Quay bánh có bánh ngọt cũng. Nè bánh ngọt, cây sữa, thùm lum hết. Ăn. Xuống phòng ta ăn. Xuống phòng và ba nhớ chơi không? Không, mình sẽ có ăn nữa. Ăn đéo không xuống đi nha. Đi. Thôi đi mua bộ bài đi về, mình lấy bài chơi. Xuống mua cái sọn có bề ăn cho bộ chứ không? Thôi đừng có hỏi cái sạn nghĩ sao vậy. Mày đi ra mua đồ mày lấy thêm bộ bài chứ nghĩ sao vậy. Ê, nước sâu dưới đó rồi đi xuống. Đi. Đi. Ăn xúc xích không? Ăn chứ. Đi mua thêm đi. Chị đâu nha. Đi mua. Nhưng mà chưa được đi thông má vậy. Quay thôi mà. Đừng có quay nữa, ăn là cứ quay hồi á. Giờ tụi mình đi mua đồ ăn. Đà Nẵng buổi tối không có gì ăn ha. Ê, nói lại nha. Cho nói lại nha. Đi.
Vinimart nó nằm ở đâu? Đường đi nó vắng vậy đó, đừng vắng cái đường ngay chỗ khách sạn mình cũng gần khu trung tâm nè, cũng vắng vậy. Cái Vinimart. Dạ. Vinimart. Bây giờ thì mình vô mua nước với lại mua bánh nè. Như uống cái trà ô long gì phải không? Có lạnh nè, bên này lạnh nè. À, vậy thì có lạnh thì mình mua lạnh đi. Trà ô long, anh uống gì? Có trà ô long không? Anh đang ở bên trên này. Anh uống cái gì? Ồ, có nước dừa nữa nè, mua nước dừa. Uống nước dừa nè hả? Trà đậu xanh đó. Trà nước cắm. Trà đậu xanh nè. Lăng không? Không, chứ không ăn. Xúc xích nè. Mua thêm xúc xích đi. Bò à? Thôi xúc xích heo đi. Xúc heo à? Ừ, xúc heo. Đó. Còn gì nữa? Chắc được rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Có bán bài không chị? Có. Chai một bộ cho bọn chúng thỏa mãn bánh bài lục đồ. qua cái mát anh đi lên mạng ngay. Dạ. Nha, YouTube quảng bá miễn phí mà mới kim không làm đúng không? Dạ. Minimart gần chỗ đối diện Minimart. Khách sạn Danasi. Danasi. Dạ. Trên đường gì anh? Đường Lospai. Lospai. Dạ. Được rồi, cảm ơn chị. Đi. Bấm nước lên là chế mì. Tên 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 tên. Chim của chim. Ê xe muối. Hả? Mẹ kẻ phi ngon. Đi mẹ quýnh con cái tập thể nha. Xôi gà bà bé. Tô mì của mình xong rồi nè. Ủa chị Dư không ăn hả? Bóp rồi. Mời các bạn ăn mì nha. Cho lâu có tưởng nó bệnh không à. Lúc mà không biết nó quay á. Cảm ơn đầu bếp Sơn nha. Đầu bếp Sơn nữa rồi. Để hôm qua mình ăn chung với đầu bếp Sơn. Ủa sao tàn không mua đen gì đó. Ở đây chứ mua đen chứ nào. Mua đen ở đây mà. Ở đây hả xong mua về ăn. Còn quá Sơn ơi. Không mua về ăn làm gì. Thì lý sư từ tóc hồi nào hết. Vì tập lược không tắm nữa. Chút nữa bà Nhí mở hình cho con coi ha. Mẹ gái nè. Bìa có mấy tấm hình chụp đẹp lắm á. Có lục đồ. Giăng lốc anh lấy. Ờ về về. Vậy đây em bị cua mày cái ngon. Nhà em đâu? Bên Nhật Bản. Ồ cái này là mì tôm mà chứ phải mì cua đâu. Ủa có mì cua nữa hả? Không, anh đang cũng đâu hết đâu. Ở quê sao anh gọi này là mì cua à? Ừ. Nó gọi là mì gói không? À, người ta một là mì tôm, hai là mì gói đúng không? Với làm gì có mì cua? Hay là mì ly? Không mà mời về quê, mời về tới Quận Nôm cho sang là nó kêu bón cho gúi mì cua là bón. Gọi bán cho bón. Bón cho gúi mì cua. Bón cho gói mì cua hả? Tính ra mình mới vô mình nhìn phòng nhỏ mình ngồi liếc mình thấy nó bự quá ha. Chứa được tới một đống đứa luôn. Hình như nắng quá là. Ê sao không manh cái cửa ra ăn mì nó ngọt. Đây là như mở vậy. Cái mục đích mà mình quay cái video này là để hướng dẫn các bạn đi du lịch cách ăn mì gói thôi à. Thì cách ăn mì gói là vậy, nếu các bạn có thêm nhiều lựa chọn. Vậy cũng đủ nữa mà. Nếu mà gần khách sạn có cái tiệm nào bán xúc xích thì các bạn có thể mua thêm xúc xích. Nãy mình quên kêu mua trứng nữa hả? Khách sọ, à, thì có khách sọ Nam Show mới có mì của em đâu. Thôi, ta đi. Đi nè. Mẹ cứ đừng có đi nè. Giờ mình phải nói cái gì để mình kết thúc cái video chứ. Mình phải có cái lời kết nha. An sao rồi, tét. An sao tét cho tôi nhâm tét. So he wants you to take a picture from his phone. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Thank you.